Bamboo Airways sẽ dừng bay các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tới Côn Đảo từ tháng 4 sau khi trả 3 tàu bay phản lực khu vực Embraer E190. Trong thông tin phát đi hôm qua, Bamboo Airways cho biết đã đạt được thỏa thuận chấm dứt sớm hợp đồng thuê 3 máy bay Embraer E190 sau khi lịch bay mùa đông kết thúc vào cuối tháng 3. Động thái này phù hợp với đề án tái cấu trúc mà hãng báo cáo chính phủ cuối năm ngoái. Từ cuối năm ngoái, hãng này giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay hiệu quả thấp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc hay Hà Nội, Cà Mau. Với tuyến quốc tế, hãng bay tư nhân đã dừng toàn bộ mạng đường bay sau khi ngừng khai thác đội tàu thân rộng Boeing B787.